Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu cho biết, để chào mừng Đại hội Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ tư, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, toàn khối phần đầu thi đua thực hiện 4.000 công trình thanh niên các cấp, trong đó phần đầu có hai công trình tiêu biểu toàn quốc. 180 công trình thanh niên cấp khối, 1.500 công trình thanh niên cấp huyện và 2.318 công trình cấp đoàn cơ sở. Ban thường vụ đoàn khối kỳ vọng đây sẽ là cú hích để khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần sung kích của đoàn viên thanh niên trong thi đua lao động, học tập, nâng cao trình độ, tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại, tạo môi trường để thúc đẩy hoạt động sáng tạo, góp phần xây dựng, phát triển doanh nghiệp và đất nước. Trong khuôn khổ lễ phát động cũng diễn ra lễ trao giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ hai năm 2021.